Hi, xin chào tất cả mọi người và anh em khắp mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay thì thằng Lộc Sắt xin giới thiệu đến tất cả mọi người và anh em các sản phẩm lưới bẫy chim bên mình. Hiện tại thằng Lộc Sắt đang bán lưới bẫy chim với thương hiệu tên là Big Home. Thì khi anh em mua về một tay lưới sẽ có một tờ giấy ghi tên và ghi địa chỉ, số điện thoại của shop mình. Tại shop Big Home của mình đang có địa chỉ ở thôn 1, xã Maragui, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng và có số điện thoại đầy đủ cụ thể đây. Anh em nào cần sản phẩm nào thì cứ gọi điện cho bên mình nhé. Hiện tại thì mình đang cung cấp tất cả các sản phẩm trong lĩnh vực lưới chim tàng hình, lưới cước, lưới dù, các phụ kiện như là bẫy thòng nè, bẫy cung cút, giò gà, mẹt, lồng săn bắt. Đó, mình cung cấp tất cả các đầy đủ phụ kiện cho anh em. Và đặc biệt và mình còn cung cấp thêm cả loa, các loại loa điều khiển từ xa này, loa Bluetooth này. Rồi. Trước tiên mình sẽ đi sơ qua các loại lưới cho anh em để biết. Thì hiện tại mình đang có cung cấp lưới từ 3 phân đến 8 phân có chiều dài là 20 này, 30 và 60 m. Đầu tiên là lưới 3 phân. Đây. Lưới 3 phân này á, anh em sử dụng để đánh các loại chim hút mật, chim ruồi, chim sẻ. Đó, các loại chim nhỏ. 3 phân là đường chéo của mắt lưới. Còn cạnh vuông sẽ là 1.5, thì anh em rút vừa khoảng hai ngón tay này. Rồi, các bác nhớ là đánh loại này là chim nhỏ nhé. Rồi. Lưới 4 phân là một loại lưới chim tổng hợp, sợi là 0.09. Thì lưới 4 phân này đánh các loại chim như là chim sẻ này, chim chồng mèo này, chim cu tiểu này, chích chòe, bạ mi nè. Tiếp theo là lưới 5 phân. Lưới 5 phân cũng là một loại lưới chim tổng hợp nhưng nó sẽ khác 4 phân là nó sẽ đánh những loại chim to hơn và nó không đánh được sẻ nữa, không đánh được chim nhỏ đâu. Nên em nếu mà muốn chim nhỏ thì cứ lấy 4 phân, nó đánh như là chào mèo nè, cu tiểu nè, rồi quần quật nè. Rồi, đây là lưới 6 phân. Lưới 6 phân á, sợi của nó là 0.12 mm. Thì lưới 6 phân đánh các loại chim như là chim cu tiểu nè, chim chào mào nè, chim sáo nè, chim vẹt. Rồi, đây là lưới 7 phân, đánh những loại chim tầm trung đổ lên, đánh cu, cò, sáo, vẹt. Rồi, lưới 8 phân. Thì lưới 8 phân là loại lưới mắt lỗ to nhất bên mình. Sợi của nó sẽ là 0.15 mm. Nó đánh sẽ là những loại chim lớn như là chim cò nè, bìm bìm nè, quốc nè. Để mình khui một tay lưới xem là cái sản phẩm lưới tàng hình bên mình. Đây là sản phẩm lưới của mình. Như tất cả mọi người và anh em có thể thấy là sợi lưới rất là mạnh, gọi là siêu mạnh luôn. Sợi chỉ có 0.15 mm đối với lưới 8 phân. Đó. Lưới rất là đều. Mình cam kết là lưới tàng hình Thái Lan 100%, nên là anh em yên tâm về chất lượng của nó. Hiện tại tất cả các loại lưới bên mình đang có những cái chiều dài cơ bản là 20, 30 và 60 mét. Nó có chiều cao từ 4 m, 7 m, 9 m, 10 m, 12 m và 14 m, tất cả đều có. Anh em nào cần hoặc là anh em có nhu cầu sử dụng lưới nào thì cứ gọi điện alo cho mình, mình sẽ giao hàng tận tay anh em. Ngoài ra mình còn cung cấp thêm các loại chim là lưới chim đêm này. Lưới chim đêm thì đang có các loại mắt lưới từ 5 phân đến 8 phân. Anh em có thể thấy là một tay lưới chim đêm rất là khủng nè. Sợi của nó sẽ là 0.18 đến 0.22 mm. Sợi rất là to. Vì chim đêm chủ yếu đánh các loại chim lớn nè. Anh em cần sợi lưới to này, tay lưới lớn. Và chiều cao cũng khủng. Mọi người nhìn qua thì có thể thấy là một tay lưới chim đêm này á, nó sẽ gấp từ 2 đến 3 lần những loại lưới chim này. Vì vậy nè, nhiều anh em thắc mắc là tại sao lưới chim đêm lại đắt vậy. Thì anh em đây thấy này, một phần vì khổ lưới nó sẽ lớn hơn và nên là giá thành ship nó sẽ cao hơn, nhưng mà mình đang áp dụng free ship tất cả mọi người, nên anh em yên tâm khi mà gọi điện á, mua hàng với mình á, sẽ được miễn phí ship hoàn toàn luôn. Và đặc biệt trong mùa dịch này nè, mình đang có chương trình hỗ trợ giảm giá 30%. Những anh em nào mà lấy sỉ với mình, lấy sỉ là lấy từ 3 tay trở lên, là mình sẽ áp dụng giá sỉ giảm 30% trực tiếp cho anh em luôn. Ngoài ra mình còn cung cấp thêm các loại lưới dù,
Ở đây mình có hai loại lưới dù bẫy chồn và lưới dù bẫy chim. Lưới dù bẫy chồn á thì mình đang có màu cỏ khô, ở dưới là mình có bấm chì ra. Còn lưới dù bẫy chim này á thì nó một dạng lưới cao cấp, nó có từ 5 phân đến 8 phân. Nên là giá thành nó sẽ cao hơn loại lưới cước. Loại lưới này là xài cho dân đánh chim chuyên nghiệp. Hiện tại hàng bên mình đang là rất sẵn sàng. Khi anh em mua về, khi mà khui hộp ra thì nhớ kiểm tra xem là có phải đúng cái logo của mình không. Mình đang bán thương hiệu lưới bẫy chim tại Hình Đức Hộp, địa chỉ ở thôn 1, xã Marigo, huyện Đạo Hoai, tỉnh Lâm Đồng. Sản phẩm của mình đã có mặt ở khắp mọi miền Tổ quốc. Anh em nào cần thì cứ điện thoại, gọi điện, alo cho mình hoặc nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại ở trên này. Số điện thoại qua Zalo, mình cũng có Zalo nhé. Hàng sẽ được chuyển phát qua giao hàng tiết kiệm. Ở phía Bắc á, thì sẽ được chuyển từ 3 đến 5 ngày, còn phía Nam sẽ được chuyển từ 2 đến 3 ngày. Rồi, cảm ơn mọi người, cảm ơn đã coi video này. Rất vui được gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo.